Diễm Quỳnh xin mến chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đón xem những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất diễn ra ở trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ qua. Nào, xin mời quý vị sẽ cùng vào chi tiết bản tin để xem ngày hôm nay thì có những nội dung hấp dẫn như thế nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1, Bắc Bộ cảnh báo mưa lớn trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông. Cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 310 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 640 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp chiều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo mưa lớn chiều tối và đêm mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng khu vực Đông Bắc 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Bão số 1 tăng tốc rất nhanh, chuyên gia khí tượng cảnh báo gì? Bão số 1 đang tăng tốc rất nhanh, từ giật cấp 10 lên giật cấp 14 và dự báo còn mạnh thêm. Chỉ trong 24 tiếng, bão đã mạnh lên 3 cấp do các điều kiện môi trường của cơn bão thuận lợi. Bão số 1 tăng tốc gây mưa kéo dài. Chiều nay, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ thông tin về diễn biến cơn bão số 1. Theo đó, bão số 1 đang tăng tốc rất nhanh, từ giật cấp 10 lên giật cấp 14 và dự báo còn mạnh thêm. Chỉ trong 24 tiếng, bão đã mạnh lên 3 cấp do các điều kiện môi trường của cơn bão thuận lợi. Thứ nhất là nhiệt độ mặt nước biển cao từ 29 đến 30 độ C. Hai là độ ẩm ở khu vực Biển Đông nơi bão số 1 hình thành rất lớn. Ba là các trường đứt gió yếu, thuận lợi cho việc bão tăng cấp.
Về đường đi và cường độ tác động của bão, cơ quan khí tượng đã xây dựng các kịch bản, trong đó có đường di chuyển bão số 1 đi qua phía bắc của đảo Hải Nam, Trung Quốc xuống vịnh Bắc Bộ. Trường hợp tâm bão đi vào đất liền Việt Nam vẫn có xác suất khoảng 30%, tuy nhiên kịch bản bão đi lên phía bắc sau đó đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc và ảnh hưởng gián tiếp đến Việt Nam xảy ra với xác suất cao hơn. Về ảnh hưởng bởi gió mạnh, các khu vực đảo ven bờ như đảo Cô Tô, Hòn Dấu sẽ có gió cấp 6, cấp 7, khu vực đảo Bạch Long Vĩ có gió cấp 8. Trên khu vực đất liền, gió mạnh sẽ xuất hiện ở các tỉnh Đông Bắc gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang. Với mưa lớn từ đêm mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa tăng dần, có mưa to đến rất to. Trọng tâm mưa là ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 7. Hiện ngoài bão Cha Ba còn có cơn bão khác đang hình thành. Hai cơn bão này có khả năng tương tác với nhau, trong đó bão Cha Ba sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, việc hình thành cơn bão phía ngoài khiến áp cao cận nhiệt đới là một trong những nhân tố chi phối quỹ đạo của cơn bão số 1. Sẽ không tác động trực tiếp đến bão số 1, do vậy khả năng bão số 1 di chuyển lên phía Bắc nhiều hơn. Còn trường hợp nếu ảnh hưởng trực tiếp của áp cao cận nhiệt đới thì khả năng bão số 1 sẽ đi về hướng Tây nhiều hơn. Những lưu ý trong đợt mưa sắp tới ở Bắc Bộ, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết mưa sẽ xảy ra sớm khi bão số 1 vẫn còn cách đất liền Việt Nam 200-300 km. Từ chiều tối và đêm mai, khu vực Đông Bắc sẽ có mưa vừa mưa to, mưa sẽ tăng dần. Cao điểm của mưa khu vực phía Đông Bắc từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7. Đợt mưa này sẽ kéo dài tương đối lâu đến khoảng ngày 7 tháng 7, tuy nhiên từ ngày 5 tháng 7 trở đi cường độ mưa sẽ giảm dần, sẵn sàng ứng phó tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp giao ban để chủ động ứng phó cơn bão số 1 trên Biển Đông. Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công. Thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nhất là khách du lịch và người dân trên các đảo. Rà soát nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối, rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông, kiểm tra rà soát sẵn phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý các tình huống. Cấp bách ứng phó bão số 1, bão Cha Ba và mưa lớn sau bão. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo ứng phó với bão số 1, bão Cha Ba. Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị. Đồng chí Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì điểm cầu Bắc Giang. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai, hiện bão số 1 đang có diễn biến rất nhanh, phức tạp. Tính đến 11 giờ trưa nay, cấp độ bão giật cấp 11 và có khả năng lên đến cấp 14. Phạm vi ảnh hưởng rộng tới toàn bộ khu vực Biển Đông, đặc biệt dự báo khi bão đi qua vẫn còn nguy cơ xảy ra dông lốc. Hướng đi của bão phức tạp đang có nguy cơ tăng mạnh lên và đi vào phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Ngay ngày mai có mưa từ 70-100 mm, đặc biệt hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa vào ngày mùng 3, mùng 4 và đến ngày mùng 6, mùng 7 sẽ tiếp tục có đợt mưa to diện rộng, khả năng từ 200-300 mm. Trước thực tế này, đến 12 giờ trưa nay, toàn bộ tàu thuyền lớn của các tỉnh thành gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã được thông báo vào bờ, các lồng bè thủy sản và trên 7.000 ngư dân được thông báo về nơi an toàn. Các hồ đập, nhất là hệ thống liên hồ thủy điện Hòa Bình đã xả lũ, sẵn sàng ứng phó bão.
Tuy nhiên, hiện nay có hơn 200 hồ đang thi công và 300 công trình trọng điểm xung yếu liên quan đến đê điều thuộc khu vực từ tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão. Riêng đối với khu vực đồng bằng sông Hồng, hiện thu hoạch lúa chiêm xuân đạt 92%, còn lại chưa chín, diện tích lúa mùa gieo cấy gần 12%. Ngoài ra, ở khu vực miền núi phía Bắc có khoảng 500.000 người chịu ảnh hưởng mưa, có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất. Ban chỉ đạo đã ban hành công điện và các văn bản chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng phó bão Cha Ba. Tại đây, đại diện các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn báo cáo công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão Cha Ba. Theo đó, hiện các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án đối phó với bão số 1, bảo vệ vững chắc đê điều, hồ đập, đặc biệt là người dân và khách du lịch trên biển. Tại hội nghị, đại diện một số bộ ngành trung ương cho biết, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, các bộ ngành đã chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ, sở, ngành, địa phương có phương án sẵn sàng ứng phó thiên tai, bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, giao thông thông suốt. Đặc biệt là bảo vệ vững chắc các công trình thủy lợi, an ninh, quốc phòng, trường học và giao thông, tạm dừng hoạt động các khu điểm du lịch trên biển, trên cạn những nơi có hoàn lưu cơn bão đi qua. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Hoài thông tin năm 2022 dự báo có lượng mưa lớn tăng từ 14 đến 100% tùy từng vùng. Đây là cơn bão đầu tiên, do đó các tỉnh ven biển cần tiếp tục theo dõi toàn bộ tàu thuyền trên biển. Trong tối nay và ngày mai phải kiểm soát hết số tàu thuyền và người dân còn trên biển. Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, cần theo dõi các công trình giao thông ven biển, bảo vệ an toàn cho người dân cũng như lồng bè chòi canh. Đảm bảo an toàn tính mạng cho khách du lịch đang có trên các đảo, điểm du lịch cộng đồng tại các tỉnh vùng núi, đề phòng có sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, khơi thông toàn bộ dòng chảy thủy lợi, tiêu nước đệm, loại bỏ rác thải trên các kênh, hồ, sông, suối, làm thông thoáng dòng chảy, kiểm tra toàn bộ hệ thống bơm tiêu. Đối với khu vực các cảng biển, khu vực ven biển cần kiểm tra nắm bắt các tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền nước ngoài, tránh bị thiệt hại do mưa bão. Kiểm tra tình hình các hồ chứa, yêu cầu các chủ hồ ứng trực ngay từ đêm nay và trong suốt thời gian có bão, bảo đảm các cống xả lũ phải được vận hành liên tục. Các địa phương cho lực lượng xung kích rà soát các khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở đất để hướng dẫn người dân, đơn vị hầm lò, chủ mỏ chủ động di dân phòng tránh thiên tai. Đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi tới một số quốc gia vùng lãnh thổ lân cận cho tàu thuyền của Việt Nam trú ngụ tạm thời khi bị ảnh hưởng của bão Cha Ba. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo ngành liên quan nhắn tin nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh bão lũ. Các ngành địa phương nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất thủy sản, nhà cửa, mùa màng và tài sản của người dân, doanh nghiệp. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Mọi ý kiến đóng góp về chương trình cũng như là quan điểm quý vị về những tin tức trong ngày thì xin mời quý vị để lại dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt.